Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép do mai giống giảo siêu bông Sài Gòn nè, cúc thọ hương, cúc hoa hồng thanh tú, giảo tự xoắn nè, rồi giảo cánh tròn cô chú anh chị ha, cánh xoáy á cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nhân chủ của anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Lô mai gồm có mai xoắn nè, rồi siêu Sài Gòn ha anh chị. Ở hương nữa ha. Qua hàng rồi, thanh tấu giờ ha. Một cái clip hay giao lưu của chú anh chị là mã số 91T ha. Rồi. Một cái siêu Sài Gòn. Quỳnh thân là được 13. Cái này lấy bo cũng vào được cô chú anh chị ha. Chiều cao 60. Tán ngang 40. Dạ. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 350.000 bao phí ship luôn. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 92T. Rồi, 92T cũng là một cây siêu Sài Gòn ha cô chú anh chị. Rồi. Cây này mình ghép được 3 bo cô chú anh chị. Này về lấy bo cũng được. Quỳnh thân 16. Giá mình. Chiều cao 62. Rồi. Tán ngang 49. Rồi. Rồi, cây siêu Sài Gòn là giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá 270 ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, mã số 92T ha. Rồi tiếp theo cây mã số 93T. Rồi 93T là một cây giảo cánh tròn nha cô chú anh chị. Rồi cánh tròn nha cô chú anh chị ha. Quỳnh thân 13. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 48. Rồi. Rồi cây giảo cánh tròn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 350 luôn. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 94T. 94T cũng là một cây siêu Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Cái này về lấy bao nhiêu nha. Cây đi đọc nè, xâm xuyên. Rồi, quạnh thân 13. Rồi. Chiều cao 58. Tán ngang 56. Rồi, cái siêu Sài Gòn mã số 94T giao lưu với cô chú anh chị 400 ha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 95T cũng là một cây mai xoắn luôn. Rồi, xoắn rất có... nhạt cô chú anh chị. Cây này có đế nha cô chú anh chị. Cái bệ đế nè. Cái bệ đế dữ dằn như con thú luôn cô chú anh chị. Rồi, quạnh thân 14. Rồi. Cũ là được 40. Xoắn cục cục luôn cô chú anh chị, xoắn nhạt nha cô chú anh chị nha. Chiều cao là 70. Rồi. Tán ngang 57. Rồi, cây mai xoắn mã số 95T giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 550 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 96T. Rồi. Cũng là một cây mai xoắn luôn, xoắn rất nhạt luôn cô chú anh chị ơi. Quỳnh thân là được 14. Rồi. Cũ là được 24. Chiều cao là 56. Rồi. Tán ngang 42. Rồi. Rồi cây mai xoắn mã số 96T giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 550 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi mã số 97T. Rồi 97T cũng là một cây mai xoắn luôn. Quỳnh thân là được 14. Rồi. Chiều cao là 69. Tán ngang là 44. Cây này có đế luôn ha. Rồi, cây mai xoắn mã số 97T giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng là 500.000 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 98T. Cũng là một cây cúc họ hương luôn. Có củ đế ha cô chú anh chị. Nguyên cái củ luôn cô chú anh chị. Quỳnh thân 13. Rồi. Củ đế 25. Chiều cao 65. Cây này bo già, cắt đôn rồi. Tán ngang 59. Rồi, cây mã số 98T giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 99T. Rồi, tiếp theo là mã số 99T. Cũng là một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Ghép phong mai tàn của chú anh chị ha. À. Quỳnh thân là được 9. Rồi. Chiều cao 77. Tán ngang là 44. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 300. Rồi, bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 100T là một cây hoa hồng cúc ha. Hoa hồng cô chú anh chị. Hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Quỳnh thân 12. Chiều cao 85. Có đế đó ha. Tán ngang là 60. Rồi, cây này. Rồi cây hoa hồng này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 400.000 bao phí ship luôn. Rồi. Rồi mã số 100T cũng là một cây cuối clip của em luôn. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và cảm ơn được cô chú anh chị yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là số Zalo của em luôn nha. Và em xin chào nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.